những thời gian thật thư giãn thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như ấn vào quả chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào. Còn bây giờ, hãy quay lại với những thông tin hot nhất trong ngày. Phùng Ngọc Huy và Sao Việt lo lắng khi hay tin Mai Phương nhập viện. Tưởng chừng sức khỏe của nữ diễn viên sẽ ổn hơn sau một năm chữa trị, nhưng nào ngờ lại xuất hiện những chuyển biến xấu. Từ lúc hay tin Mai Phương mắc bệnh ung thư, thì Phùng Ngọc Huy cũng như các đồng nghiệp liên tiếp hỏi thăm về sức khỏe của cô. Vừa qua, khán giả và nghệ sĩ đã lo lắng không ngừng khi nghe tin nữ diễn viên Mai Phương lại phải nhập viện vì có một số biểu hiện xấu từ căn bệnh ung thư phổi. Cô đã nằm viện 3 ngày và hiện vẫn đang được bác sĩ theo dõi hội chẩn để đưa ra phương pháp chữa trị tốt nhất và chưa có kết quả cuối cùng. Chính người bạn thân Ốc Thanh Vân đăng đàn lên trang cá nhân để trấn an mọi người, mong rằng khán giả đừng vào bệnh viện để tránh tình trạng xáo trộn và ảnh hưởng đến quá trình làm việc của các bác sĩ. Ngay lúc này đây, nhiều nghệ sĩ, có cả chồng cũ của nữ diễn viên cũng đã nhanh chóng hỏi thăm Ốc Thanh Vân và để lại bình luận cầu nguyện cho cô được điều trị, mau chóng phục hồi sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong thời gian tới. Có sao không vậy Ốc? Rồi Phương sẽ không sao, mong là như vậy, nguyện cầu cho em, Trịnh Kim Chi nói. Lại nữa, không hiểu cứ đưa tin làm gì vậy trời ơi. Thu Thủy, em vừa đăng lên thấy chị, em lại xóa, thương Phương quá chị à. Duy Anh, em giúp được gì chị nhắn em với nhé. Hòa Hiệp, vụ gì nữa vậy Ốc? Khánh Thi, mong Chúa luôn bên Phương. Phương Anh, chỉ còn biết mong phép màu đến với Phương. Phạm Trọng Khoa, rồi Phương sẽ không sao như đã từng Ốc nhé. Maria Diễm Hương, cầu mong mọi sự an lành đến với Phương chị ạ. Dù cả hai không sống với nhau, Phùng Ngọc Huy ở Mỹ, nhưng anh vẫn thường xuyên cập nhật tình hình cuộc sống của mẹ con Mai Phương. Các nghệ sĩ cũng rất lo lắng khi hay tin không tốt vì tình trạng bệnh của nữ diễn viên. Ngoài ra, một số người bạn thân của nữ diễn viên cũng tâm sự với báo hàng ngày. Cô còn được một sư cô và gặp chị em sinh đôi là người quen của Mai Phương chăm sóc. Sư cô luôn ở bên cạnh túc trực Mai Phương, gặp chị em sinh đôi ở cùng Mai Phương mỗi người mỗi việc. Người lo chăm sóc Mai Phương, người phụ Phương chăm sóc con gái bé La Vi. La Vi được một trường quốc tế tài trợ học bổng nên Phương có thể an tâm chữa bệnh.